Chào mừng các em đã đến với chương trình Toán học lớp 4. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa Toán 4, một cuốn vở bài tập Toán 4 tập 1 và đằng sau bìa số 4 có đính kèm phần mềm sách điện tử iCBook. iCBook là phần mềm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website www.icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào bài học. Mời các em cùng tìm hiểu bài học bảng đơn vị đo khối lượng. Qua bài học này, thì các em sẽ nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của decagram, hectogram và gram. Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng và biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về decagram và hectogram. Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục gram, người ta còn dùng đơn vị là decagram. Các bạn chú ý nhé. Khi mà chúng ta đo đến chục gram thì chúng ta có đơn vị decagram. Decagram viết tắt là DAG và 1 decagram bằng 10 gram. Các bạn cần ghi nhớ điều này để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn việc quy đổi liên quan đến hai đơn vị này. Và để đo khối lượng các vật nặng đến hàng trăm gram, người ta còn dùng đơn vị là hectogram. Các bạn chú ý ở đây, hàng trăm gram thì mình sẽ có đơn vị hectogram. Và hectogram viết tắt là HG. 1 hectogram bằng 10 decagram. Và 1 hectogram bằng 100 gram. Các bạn chú ý nhé. Mời các bạn quan sát đây. Gram là đơn vị chúng ta đã được học. Và hôm nay chúng ta được học thêm về đơn vị là decagram. Đây, 10 gram thì mình sẽ có đơn vị là decagram. Và khi đến hàng trăm gram thì chúng ta sẽ có đơn vị là hectogram. Lớn hơn hectogram là đơn vị kilogram, rất là quen thuộc với các em rồi. Các bạn chú ý, gram, decagram, hectogram và kilogram. Bây giờ cô sẽ giới thiệu bảng đơn vị đo khối lượng cho các em. Như những gì chúng ta vừa được học thì gram, sau đó lớn hơn gram chúng ta có decagram. Lớn hơn decagram sẽ là hectogram. Kilogram, mình đã được học về yến, tạ và tấn. Các bạn chú ý ở đây thì kilogram là được viết ở chính giữa bảng. Tiếp theo là ba đơn vị phía bên phải của kilogram. Đây là những đơn vị bé hơn kilogram đúng không nào? Và yến, tạ, tấn được viết ở phía bên trái kilogram. Đây là những đơn vị lớn hơn kilogram. Các bạn cần ghi nhớ. Vậy tại sao cô lại ghi cái bảng như thế này? Để các em có thể ghi nhớ rõ ràng và nhận biết được giá trị của các đơn vị rõ ràng hơn như sau. Chúng ta có 1 gram. Tiếp đến là 1 decagram. 1 decagram thì bằng 10 gram. 1 hectogram thì bằng 10 decagram và bằng 100 gram. Cứ hai hàng liền kề nhau thì các đơn vị đo khối lượng hơn kém nhau 10 lần. Tương tự, 1 kilogram sẽ bằng 10 hectogram và bằng 1.000 gram đó các em. Chúng ta đã được học rồi, 1 yến bằng 10 kg, 1 tạ bằng 10 yến bằng 100 kg, 1 tấn thì bằng 10 tạ và bằng 1.000 kg. Như vậy, dựa vào việc chúng ta vừa hoàn thành được cái bảng đơn vị đo khối lượng và kiến thức những bài chúng ta đã được học thì chúng ta có nhận xét như sau. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó. Chú ý nhé.
Mỗi đơn vị đo khối lượng này đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó. Để khắc sâu hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, mời các bạn cùng thực hiện các bài tập. Bài 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở câu A, chúng ta có các đơn vị là decagram, hectogram và gram. Chúng ta đã được học rồi, thì rất đơn giản chúng ta có thể điền được. Câu B, chúng ta có những đơn vị lớn hơn. Hãy cùng thực hiện. Một decagram bằng bao nhiêu gram? À, mình đã được học rồi. Một decagram là bằng 10 gram, có đúng không? Và 10 gram bằng 1 decagram. Các em hãy vận dụng những kiến thức mình được học để hoàn thành nốt những chỗ chấm còn lại và so sánh với kết quả của cô nào. Còn ở vị trí này, 2 kg 300 g bằng bao nhiêu gam? Các em cần quy đổi về cùng một đơn vị khối lượng. Mình đã biết 1 kg bằng 1.000 g. Vậy 2 kg chúng ta sẽ được 2.000 g cộng thêm 300 g nữa. Vậy kết quả là 2.300 g. Thực hiện tương tự chúng ta cũng làm được ở câu tiếp theo. Làm xong bài tập 1, mời các bạn cùng thực hiện bài 2, tính. Ở đây, các phép tính không đơn giản là chỉ có các số nữa mà còn có kèm theo các đơn vị. Và chúng ta cũng thực hiện tính như những tính số thông thường. Và lưu ý là sau khi tính xong, chúng ta cần phải ghi kèm đơn vị để được kết quả chính xác nhất. Ở đây, chúng ta thực hiện phép cộng và sẽ được đáp số là 575 g. Phép trừ, phép chia hay phép nhân mình cũng tính thực hiện như những số bình thường và nhớ là phải kèm theo các đơn vị. Thực hiện xong bài 2 rồi, mời các bạn cùng thực hiện bài 3. Bài 3 yêu cầu chúng ta điền dấu lớn, bé hay bằng vào chỗ chấm. Các bạn hãy quan sát thì chúng ta có các đơn vị. Vậy để có thể điền dấu thích hợp được thì các bạn hãy thực hiện việc quy đổi các đơn vị về chung một đơn vị giống nhau thì mình làm bài sẽ dễ dàng hơn. Hãy mau chóng thực hiện và so sánh với kết quả của cô. Và cô có một lưu ý trước khi các em làm bài là khi mà các đơn vị lớn như thế này kèm theo một đơn vị nhỏ hơn, các em có thể quy đổi về một đơn vị hoặc là chúng ta dựa vào phần so sánh các đơn vị cùng hàng để mình so sánh. Như mình làm được ở đây 5 dkg thì là bằng 50 gram. 8 tấn sẽ bằng 8.000 kg và 8.000 kg rõ ràng là bé hơn 8.100 kg. Ở đây 4 tạ thì rõ ràng 30 kg. Lớn hơn 3 kg, mình có thể điền được dấu lớn vào vị trí này rồi. Hoặc các em cũng có thể đổi ra 4 tạ 30 kg bằng 430 kg. Và đổi ra được ở đây là 403 kg. Thực hiện tương tự, chúng ta sẽ hoàn thành được nốt bài tập 3. Sau khi làm xong rồi, mời các bạn cùng thực hiện bài 4. Bài 4 là một bài toán có lời văn. Có 4 cái bánh, mỗi cái cân nặng 150 gram và 2 gói kẹo, mỗi cái cân nặng 200 gram. Hỏi có tất cả mấy kg bánh và kẹo? Các em hãy mau chóng suy nghĩ để giải được bài toán này nào. Làm xong rồi, hãy cùng so sánh với đáp số của cô. Đây là bài giải. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm số 4 gói bánh cân nặng là bao nhiêu, 2 gói kẹo cân nặng là bao nhiêu và từ đó mình sẽ tìm được số kg bánh và kẹo có tất cả là. Chú ý là sau khi tìm được mình phải đổi ra đơn vị là kg mới thỏa mãn được yêu cầu của bài toán. Mời các em cùng mở phần mềm iCBook, vở bài tập toán 4 tập 1 để cùng luyện tập thực hành bài 19 bảng đơn vị đo khối lượng. Chúng ta có 4 bài tập nhỏ, hãy cùng nhau thực hiện bài tập đầu tiên. 1A
viết số thích hợp vào chỗ chấm. B. Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để cùng thực hiện. Để viết được số thích hợp vào chỗ chấm, các em sẽ thực hiện việc quy đổi các đơn vị đo khối lượng này ra đơn vị nhỏ hơn hoặc lớn hơn, áp dụng những gì chúng ta đã được học. Cô tin chắc rằng các em sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Có một điểm lưu ý của các em ở đây là giả sử câu 4 dkg 8 gram bé hơn 4 dkg bao nhiêu gram. Mình nhận thấy rằng đều có 4 dkg rồi thì 8 gram sẽ bé hơn bao nhiêu gram? Hãy cùng suy nghĩ để điền được số thích hợp vào vị trí này nhé. Làm bài xong, các em hãy nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đã đúng chưa. Nếu chưa đúng, có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Tương tự như câu A, các em có thể dễ dàng thực hiện được câu B. Xong bài tập 1, mà các em cùng thực hiện bài tập 2. 2. Tính. Mời các em nhấn vào nút học sinh làm bài để tính. Với những phép tính có kèm theo đơn vị thì chúng ta cũng thực hiện tính như việc tính các số thông thường. Và lưu ý là sau khi tính ra được kết quả, các em phải viết đơn vị kèm theo để có thể hoàn thành chính xác bài tập này. Làm xong, hãy thực hiện kiểm tra để xem thử mình đã làm bài tốt chưa. Xong bài tập 2, mời các em cùng thực hiện bài 3. 3. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể chọn được chữ thích hợp. 9 tạ 5 kg lớn hơn bao nhiêu kg nhỉ? Muốn biết được số này lớn hơn bao nhiêu kg, các em hãy suy nghĩ và thực hiện việc quy đổi để có thể tìm ra được số thích hợp. Sau khi lựa chọn được đáp án của mình rồi, hãy nhấn nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Xong bài tập 3, mời các em cùng thực hiện bài 4. 4. Cô Mai có 2kg đường. Cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi, cô Mai còn lại bao nhiêu gram đường? Các em chú ý đọc kỹ đề bài nhé. Để làm được bài tập này, chúng ta cần tìm được số đường cô Mai đã dùng để làm bánh. Sau khi tìm được số đường mình dùng để làm bánh rồi, mình sẽ tìm ra được số đường còn lại có đúng không nào? Và chú ý là họ hỏi còn bao nhiêu gram đường. Thì sau khi thực hiện tính, chúng ta cần phải làm gì? Các bạn nhớ đổi ra đơn vị thích hợp với yêu cầu của bài toán nhé. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để cùng thực hiện. Làm bài xong, hãy kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa nhé. Chúc cho các em sẽ hoàn thành được tốt những bài tập. Như vậy là hôm nay các em lại được học thêm những bài học bổ ích nữa rồi. Các em hãy luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCBook để học tập tốt hơn nhé. Hẹn gặp các em ở những bài học sau. Chào tạm biệt các em.